xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh hẻm chuyện ma để chúng ta đến với câu chuyện một người hai mạng của tác giả khả hân qua phần diễn đọc của đình soạn bà hạnh mệt mỏi lê bước qua khu chợ vắng vẻ gần nhà không cảnh điều hưu buồn thảm ở nơi đây là chứng tích của hậu quả gần 2 tháng dịch bệnh kéo dài khiến cho cả thành phố bị phong tỏa giãn cách xã hội làm anh chị em tiểu thương điều đứng và nhất là những người làm nghề cho thuê phòng trọ dài ngày như bà hạnh thì lại càng vất vả thế bà hạnh đi qua một chị bán hàng thịt đầu đội nón mặt bịt khẩu trang dướn cổ ra Trước mắt một hồi rồi lên tiếng gọi ơ ai như là chị hạnh đấy hả bà hạnh bị gọi to giật mình quay phắt lại rồi nhau đôi mắt thể hiện một nụ cười ờ à, thì tôi đây chứ còn ai chị liên ra trông hàng cho con dâu đấy hả người đàn bà tên liên kia nghe được vậy thì vội vàng vẫy tay kéo bà hạnh vào quầy bán thịt của mình rồi lắc đầu bảo nào có phải đâu con gái của em nó đổi nghề nhưng lại cái phản thịt này cho em đứng bán gớm khổ dịch giã chiến miên thế này thì có khi chết đói đến nơi bà Hành lại mỉm cười vì biết tính của bà liên hay chuyện bà không muốn bất lịch sự cắt đi sự hứng thú của bạn hàng xóm bà liền bảo thôi lo gì chẳng chết đói được đâu phải cái tội là tù chân thôi chị ạ à? bà liên bán thịt ra vẻ buồn buồn mà đáp vâng thì em ở nhà cả tháng nay rồi cũng cuồng chân lắm mà bác đi đâu sớm vậy ạ à? bình thường em thấy nhà bác dậy muộn lắm cơ mà bà hạnh được mở lời nhất là cười cả tấm lòng chống hai tay vào mạng sườn thở dài một tiếng rồi bắt đầu nói vâng nhà có việc phải dậy sớm chị ạ à. tôi sang bên căn nhà cuối huyện để dọn dẹp bà liên để nói chen ờ thế người ta trả nhà rồi hả chị vâng trả rồi chị ạ à. mẹ bố tiên sư chúng nó chứ sáng sớm không muốn tức đâu mà nhìn cái cảnh sinh hoạt ăn nở của chúng nó mà muốn lộn tích tận ruột gì mà cái nhà cấp 4 khép kín có hơn 50 mét vuông chứ có nhiều nhặn gì. Mà hai vợ chồng chúng nó không biết dọn dẹp cho ngăn nắp. Ôi rồi đất ơi. Sáng nay tôi sang mà suýt nó buồn nôn. rác rến vỏ lòn bánh kẹo canh cặn cơm thừa. <laughs> Eo ơi, la liệt khắp nhà. Mà không hiểu chúng nó ăn ở với nhau kiểu gì. Mà cái nồi cơm mốc xanh mốc đỏ lên sợ thế không biết. Bà Liên nghe vậy hiếu kỳ nói chen ở thế sao chị không bảo chúng nó dọn phòng trước đi rồi mới cho về bà hạnh lắc đầu chép miệng thở dài lần nữa rồi bảo tôi có dặn đi dặn lại từ hồi mới cho thuê cơ mà mình thấy hai đứa nó ở với nhau thì cứ nghĩ là có trai có gái chúng nó phải sạch sẽ anh ở đâu tối đêm hôm qua khi mà thằng tuấn nó gọi cho tôi nó bảo nó trả phòng tiền gói trong phong bìa để ở đầu giường nó vừa về quê Thì mới ngớ người ra chưa kịp hỏi han gì thì nó đã cúp máy sáng nay mới lặn lội sang đấy xem đấy chứ bà liên đặt con dao thái thịt xuống phản rồi lắc đầu chán nản vì thái độ sinh hoạt của lũ thanh niên bà cũng biết tuấn gã sống cùng người yêu tên tâm như vợ chồng bà liên lẫn bà hạnh đều không biết đôi trẻ làm gì chỉ thấy chúng nó chưa bao giờ chậm tiền nhà hay là mua thức ăn chịu như đám sinh viên sống xung quanh đó bà hạnh đã từng đoán và kể lại cho bà liên rằng rất có thể tuấn với người yêu gã là con nhà lắm tiền nhiều của dạt đi để sống thử với nhau. Vì được gia đình chu cấp nên thuê riêng cả một căn nhà chứ không phải thuê phòng trọ như đám sinh viên khác. Đoán vậy thôi chứ bà Hạnh cũng chẳng mấy quan tâm đến xuất thân, gốc khác của khách hàng. Miễn sao hàng tháng trả tiền nhà cho bà đúng hạn là được. Đừng có lần khân như là đám sinh viên mà ngày xưa bà hay cho thuê nhà là bà vui lắm. Bà Liên còn chưa kịp hỏi thêm thì bà Hạnh đã mở máy tiếp Mẹ chẳng hiểu trai gái trông mà đều trắng trẻo xinh xắn như thế mà ăn cái kiểu gì. Hôm qua mới trả phòng mà cái nồi cơm đã mốc xanh mốc đỏ. Nhà cửa thì toàn rác thôi. Mà hình như là còn có cái con gì chết nữa cơ. Thì bước vào mà mà suýt nữa nôn mửa ra. Bà Hạnh là một lần nữa nhắc lại cảm giác ghê tởm khi bước chân vào căn nhà cấp bốn khang trang mà bà mới xây chưa được 2 năm. Căn nhà ấy ban đầu bà định để làm mở một cửa hàng tạp hóa. Nhưng sau này lúc hoàn thiện xây dựng, và mới nhận ra tiềm năng của nó. Có lẽ phù hợp với việc thuê mướn hơn là kinh doanh. Vì khu đất đấy khá là khoảng khoát ít người qua lại. Nên mở tiệm tạp hóa thì chắc chắn là không cạnh tranh nổi với những cửa hàng ngoài mặt đường rộng, đông xe thông thoáng. Nhưng mà địa thế ấy lại phù hợp cho những cặp vợ chồng trẻ hoặc những người mới đi làm. Bà Hành thích như vậy cho nên quyết định chụp ảnh đưa lên Facebook để mời thuê nhà. Vài ngày sau thì một cặp đôi tuấn tâm liên hệ và thuê ngại ngay lập tức. Đôi trẻ đã ở đó được hơn một năm thì dịch Covid-19 xảy ra rồi đêm qua cả hai đột ngột bỏ đi với số tiền nhà để lại trên giường ngủ. Trong suốt thời gian ở đây, bà Hành tỏ ra rất hài lòng với hai vị khách này vì cả hai người đều hoàn tất tiền nhà hàng tháng rất đúng hẹn, thậm chí còn chủ động đến gửi tiền mà không cần phải nhắc nhở. Cũng vì thế mà dù khoảng cách không quá xa xôi, nhưng thực tế bà Hạnh chỉ gặp Tuấn và Tâm trong những lần họ trả tiền nhà hàng tháng và một vài bữa cơm vợ chồng của bà Hạnh mời. Cho đến đêm qua, bà Hạnh mới giật mình ngạc nhiên vì cả hai người chuyển đi đột ngột như vậy. Đến khi bước vào trong để dọn dẹp thì bà lại không thể ngờ được rằng khi căn nhà cấp 4 bà xây dựng rất chỉn chu nay lại lâm vào một tình trạng bẩn thỉu hôi thối đến vậy. Đầu tiên là thứ mùi tởm lợm bốc lên ngay từ cửa ra vào. Đó là một thứ mùi hỗn tạp của rác rến lâu ngày không đổ. Quần áo ngấm mồ hôi không được giặt và có cả mùi chua chua khẩn khẳng của các thức ăn chứa trong thùng rác, sâu chậu để la liệt khắp nhà. Nhưng vẫn có một mùi hôi thối nồng nặc như thể có con vật gì chết ở bên trong bà Hạnh không chịu được phải mở tung tất cả cửa sổ cho gió lùa vào. Bà thấy cách ấy vẫn chưa ăn thua lắm cho nên mới lật đật chạy về phía ổ cắm trong góc nhà, toàn bật quạt trần lên. Nhưng khi đến nơi thì bà Hạnh mới ngứa người ra khi nhìn thấy cái ổ điện ấy đã bị đôi trẻ kia lấy bằng dính đèn dán kín lại. Bà bực mình tay bịt chặt mũi để không phải ngửi những thứ mùi hôi thối vừa đi quanh nhà để tìm những nơi có thể vòng dây ra làm ổ cắm. Nhưng tất cả các ổ cắm điện quanh nhà không rõ vì lý do gì, đều bị Tuấn và Tâm bịt kín lại. Bà Hành cáo lắm, tuy không giật tung hết lớp băng dính đen dán ở bên ngoài, rồi mở điện cho quạt trần chạy vù vù. Xong việc thì bà Hành đi vội ra ngoài sân, Đậu óc trắng váng vì mùi hôi thối nồng nặc từ trong nhà bốc ra. Bà suy nghĩ một lúc cuối cùng thì quyết định để nguyên các cửa sổ mở tung như vậy. Chỉ khóa lại cửa chính và cổng nhà, rồi về gọi các con bà sang phụ dọn dẹp cùng với mẹ. Bà Hành chào từ biệt bà Liên, không quên mua về nửa cân thịt cho cả nhà ăn trong mấy bữa, mà đầu óc vẫn còn đong đầy sự bực bội dành cho đôi trai gái vô ý thức đến thuê nhà bà. Mất cả buổi chiều bà Hành với hai đứa con mấy loay hoay dọn dẹp hết đống rác rến bẩn thỉu lưu cữ ở trong nhà. Con trai của bà Hạnh lộn ruột nói với mẹ. Đấy, mẹ nhìn xem đi. Suốt ngày khen con nhà người ta lắm tiền lắm của, mặt mũi sáng sủa, mà ăn ở à, có khác gì cái chuồng lợn hay không? Bà Hạnh quả đáng tội cũng thường xuyên khen Tuấn trong cao giáo thư sinh, đeo kính nhìn rất học thức mà ăn nói nhã nhặn, không bốp chát như con trai của bà. Giờ dạ thấy cảnh này thì mới biết chẳng thể nhìn mặt mà bắt hình rong. Nhưng vì là mẹ cho nên bà vẫn muốn tỏ ra trên cư cậu con trai. Bà lừa một cái rồi nói, mày thôi đi. Mày nữa đấy, dọn ra phòng ốc gì chưa? Mẹ để ý thì cả tháng nay mày không có đụng tay đụng chân vào cái chổi đâu đấy. Con của bà không thèm nghe, nó vùng vằng bỏ ra sân, lấy ống cao su dẫn nước để xịt rửa lại toàn bộ nhà sàn. Nhưng vừa ra đến nơi thì nó đã gào lên rồi câu có chạy vào mách mẹ. Mẹ ơi, ra đây mà xem này. Hình như là hai ông bà kia ở đây không dùng đến nước bao giờ sao đấy. Lấy cái dây cao su bịt kín cả đầu ống rồi đi này. Bà Hành đang mệt thì chớ nghe thằng con lại nhảy nhiều quá thì bà bực bội rồi bảo. Thì mày vào trong nhà tắm mày mở cái vòi nó ra. Người ta không mấy khi rửa sân bịt vòi nước bên ngoài thì có gì lăn lạ. Lắm chuyện nó vừa vừa thôi. Mẹ đang mệt lắm rồi đấy con ạ à. Biết là mẹ của nó mệt thật Cho nên con của bà đành im lặng nghe lời Nó chán nản thở dài rồi đi vào trong buồng tắm Căn nhà này bà hành xây khép kín Nhờ vào mảnh đất vuông vức lại có diện tích khá lớn cho nên phòng ngủ trông khá rộng rãi để ở trong cùng. Bà Hạnh còn bố trí không gian sắp xếp phòng tắm ở bên cạnh và nhà bếp đặt cạnh gian khách bao xung quanh là một bức tường cao hơn 2 mét, cắm đầy những mảnh thủy tinh đập vỡ như một cách ngăn trộm đơn sơ ở nhà quê. Nhà bà hành cao với các hộ lân cận thì khá mát, vì phía sau bức tường còn được bà bố trí trồng thêm hai cây xoài và một dàn hoa ngũ sắc nhìn rất thích mắt. Tuấn và Tâm mặc dù chẳng mấy khi chăm sóc, nhưng mà nhờ thổ nhưỡng và khí hậu vùng đất này, cho nên cây cối cứ trồng xuống là lớn nhanh như thổi. Hai gốc xoài cứ đến mùa là chữ quả, dụng đầy đường ăn không hết. Còn gian hoa thì bốn mùa tỏa bóng mát cho cả mảnh sân bên hông nhà. Chính vì sự bố trí hợp lý của cây cối, tường rào mà căn nhà này cũng đảm bảo luôn được sự kín đáo, tế nhị, phù hợp với hai vợ chồng trẻ hoặc là những thanh niên có điều kiện muốn tách khỏi bố mẹ, sống tự lập ở bên ngoài. Thi thoảng dù bạn bè đến chơi mà không phiền nhiễu gì sang hàng xóm, Người đến ở thuê nhà bà không chỉ tận hưởng được không gian khoa học mà còn được sử dụng nước miễn phí với hệ thống giếng khoan ngầm trong lòng đất chứ không phải bỏ tiền ra mua nước máy. Nước giếng khi bơm lên thì sẽ được chứa trong một bể lọc đặt trên mái nhà. Bể lọc ấy cũng được bà hành thuê thợ về làm thủ công, có đủ các loại cát sỏi than đá, than củi để lọc bớt các cặp bẩn, tạp chất ở trong nước nên khi sử dụng nước lúc nào cũng trong và mát đun nấu không bị bám cặn ở đáy nổi con trai của bà hạnh nhìn ba bốn cái túi rác khổng lồ đặt ở ngoài hiên rồi lắc đầu chán nản nhìn cái phòng tắm bẩn thỉu đất cát dính bết vào những ô gạch lát mà phát tờm hưng cũng là một gã thanh niên bình thường thừa hiểu rằng đôi khi đàn ông con trai nên có phần buông quăng bỏ vãi lâu lâu lười biếng không chịu dọn dẹp đó là chuyện thường nhưng rõ ràng tuấn sống cùng với người yêu mà vấn đề cho nhà cửa bẩn thỉu như thế này thì đúng là khó lòng mà chấp nhận được hưng dùng mũi dép tổ ong trà sát lên mặt gạch lát nền nhà tắm để xem những thứ bám đen ở bên dưới có cọ được đi hay không lớp bùn đất ấy lập tức bị đẩy lên thành một nhúm nhưng nó có màu thẫm đỏ chứ không phải là đen như hưng tưởng Gã chán nàn thở dài mệt mỏi miễn là có thể tẩy đi là được rồi cúi người vặn vòi mở nước cái vòi rung lên bần bật trong tay của hưng nó liên tục phát ra những tiếng kêu ỏng ngọc như là một con vật bị người ta bóp cổ khiến cho hưng khá giật mình lùi lại phía sau mất mấy giây thì một dòng nước đỏ lờ nhờ mới từ trong vòi chảy ra nhỏ ti tách xuống nền nhà tắm Hưng giờ tay toan vặn lại cái vòi, nhưng gã còn chưa kịp làm gì, thì cái vòi giật lên rồi phụt ra một dòng nước đỏ ngầu, bắn hết lên chân tay người ngợm của Hưng, khiến cho gã giật bắn cả mình. Bật lùi lại phía sau, suýt nữa thì trượt chân đập mông vào toilet. Dòng nước chảy ra xối xả nhưng không trong mật đục ngầu, lờ nhờ đỏ như là dính nhiều phèn cát Hưng cao mày nhìn nước vụt ra định chờ cho đến khi nước chuyển sang trong hẳn. Hắn đoán rằng có lẽ cái vòi này đã quá lâu không dùng đến, cho nên lắng lại quá nhiều cặn bẩn, dẫn đến đường ống bị kẹt, để một lúc nó sẽ tự hết. Hưng cũng chẳng phải loại người nghĩ nhiều, liền sau đó đứng lên lấy chổi nhựa, trà mạnh lên nhìn nhà tắm. Ba mẹ con kết thúc công việc khi trời đã sầm tối, họ để bốn năm cái túi rác to đùng ở ngoài cầm để chờ đến sáng mấy người công nhân môi trường sẽ đi qua lấy thế nhưng điều đầu tiên khi về đến nhà thì bà hạnh nghĩ tới lập tức gọi điện mắng cho thằng thuê nhà mất dạy kia vì cái tội dám để lại cả bãi chiến trường cho ba mẹ con của bà cố công dọn dẹp bà không thể hiểu nổi vì sao một người trông sạch sẽ thư sinh như tuấn và cô người yêu xinh đẹp của gã lại có thể sinh hoạt trong một không gian bẩn thỉu tưởng tượng đến vậy bà có cảm giác căn nhà ấy có lẽ phải nửa năm nay không được dọn dẹp quét tước rồi lúc nào cũng có hai người ở trong nhưng ý định của bà không thực hiện được vì bà không tài nào liên hệ được tuấn hay tâm số điện thoại của cả hai đều thuê bao và facebook và zalo cũng đều bị khóa cũng may trước khi trả nhà Tuấn vẫn sòng phẳng trả đủ tiền thuê và tiền điện hàng tháng cho bà. Chứ không cứ lặng lặng bà cuốn gói đi thì chắc bà tức học máu mà chết. Hưng và Hằng sau nửa ngày phụ mẹ dọn dẹp thì cũng mệt đến bờ cả hơi tai. Quyết định không nấu cơm mà rủ nhau đi mua đồ ăn nhanh về ăn cho quả bữa. Bà Hành thấy căn nhà của mình bỏ bao nhiêu tiền xây dựng vì hai người khách trọ làm cho tan hoang thì cũng xót ruột. đồ đạc trong nhà được bố trí khá đầy đủ, nay là mất công dọn dẹp cả ngày trời. nếu không có ai trông nom thì chỉ sợ rằng mất trộm. thời buổi dịch giã bệnh tật chiến miên, đây lại là nơi tập trung nhiều dân tứ xứ, họ tạm thời mất việc vì dịch bệnh, cho nên đã có không ít những kẻ bần cùng sinh đạo tặc, giờ cho trộm cắp hoặc liều lĩnh hơn là chấn lột. Tuy vụ nào cũng bị phanh phui, thủ phạm nhanh chóng bị bắt giải lên đồn. Nhưng bà Hạnh vẫn còn lo lắng lắm. Sau khi ăn xong bữa tối, bà gọi Hưng vào rồi ra nghiêm lệnh. Mẹ bảo này, mày thu xếp chăn màn quần áo sang ở tạm bên nhà cho mẹ đi. Chứ bao nhiêu đồ đạc tủ lạnh tivi như thế mà bỏ trống, chẳng ai trông thì mẹ sốt ruột lắm. Hưng đã mệt như người sau cả buổi chiều cõng lưng dọn dẹp, Bây giờ ngay đến quyết định của mẹ mình mà phát chán. Nhưng mỗi lời của bà Hạnh nói ra đều như một mệnh lệnh. Nhất là vì gã cũng đang tạm thời nghỉ hưu tại chỗ, không có lương. Mọi khoản tiêu dùng trong nhà đều phụ thuộc vào bà Hạnh. Bởi thế dù có rũ rượi cả người, Hưng vẫn đành phải nghe theo. Khề nề ôm theo đống chăn chiếu sang căn nhà kia để vừa nghỉ ngơi vừa sinh hoạt. Tiền bề trông nom cho đến khi có chủ mới tới thuê. Cũng may cho gã thì việc ở riêng nhà sẽ tiện hơn cho công việc Hưng đang theo đuổi. Đó là biên tập nội dung cho một kênh Youtube chuyên sản xuất những clip kinh dị có tiếng trên mạng xã hội. Hưng ở một mình sẽ có nhiều thời gian tập trung hơn và ít nhất không bị bà Hạnh làm phiền mỗi ngày cả trục bật như bây giờ. Hưng đến nơi trải chăn gà lên giường, sau đó ôm laptop ra bàn uống nước, ở ngoài phòng khách để bắt đầu làm việc. Căn nhà cấp 4 nằm biệt lập với xóm làng, lại được bức tường cao bao bọc và hai cây xoài cao chót vót tỏa bóng mát phủ kín cả mảng sân. Ngăn ánh trăng sáng từ trên trời rọi xuống, vô tình lại khiến cho không gian âm u vắng lặng đến độ lạnh người. Thời gian này đang trong giai đoạn cách ly xã hội nên tần suất ra đường của mọi người đều rất ít. Cả thị xã bỗng trở nên hưu quạnh như một vùng đất chết chẳng có mấy ai ló mặt ra khỏi nhà càng khiến cho khung cảnh trở nên tiêu điều tăng tốc một mình hưng trong căn nhà vắng vẻ xung quanh gã là cả một thế giới âm u làm cho hưng có phần lệnh gáy gã nhìn vào màn hình laptop đang hiện lên những dòng chữ của một câu chuyện kinh dị do một tác giả trẻ tuổi gửi về cho kênh câu chuyện thật ra thì cũng không quá đáng sợ nhưng giữa khung cảnh tĩnh mịch của lúc nửa đêm về sáng tự nhiên thường thấy mọi chi tiết trong câu chuyện bỗng trở nên kỳ dị đến lạ thường căn nhà mà tác giả mô tả một khung cảnh âm u khoảnh khắc bao trùm bởi màn đêm những thần cây im lìm u tịch trong vườn tất cả sao giống căn nhà mà gã đang ở đến vậy Dẫu hừng vẫn biết rằng nhà này là nơi mẹ hắn bỏ tiền ra xây dựng chứ chẳng phải là nơi ma nương quỷ nấu nhưng Hưng vẫn thoáng dùng mình sợ hãi Ngồi thêm một lúc biết là không thể tiếp tục làm việc trong hoàn cảnh như vậy Hưng tắt máy rồi lên giường đi ngủ Không muốn để đầu óc đã quá mệt mỏi Lại bị ám ảnh bởi những hình tượng rùng rợn trong câu chuyện nọ Hưng leo lên chiếc giường từng là nơi mà Tuấn và người yêu của gã từng nằm ngủ Mà có cảm giác nó lạnh lẽo như thể chưa ai đến ở bao giờ Cảm giác ấy khiến cho Hưng dùng mình Nằm có người lại quấn chăn phủ kín lên thân Dù rằng thời tiết không hề rét Người gã đã mệt mỏi dã rời khi dọn dẹp Nhưng bây giờ khi nằm trên giường Hưng lại chẳng thể nào chụp mắt Hắn cứ như vậy trần trừng đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ Nhìn chân chân vào màn đêm tăm tối Không gian lặng ngắt như tờ Tính mệnh không một tiếng động Không một tiếng côn trùng giả dích làm cho hưng kinh sợ những âm thanh duy nhất còn lại của căn nhà chỉ là tiếng thở dài nặng nề và tiếng trái tim gã đập nảy lên từng nhịp cứ thình thịch như là một nhịp trống rồn như là bản năng từ sâu thẳm trong người thúc giục gã đứng lên bỏ trốn nhưng bỏ trốn cái gì hưng không hề biết hắn chỉ biết rằng từ khi bước chân vào căn nhà này có một điều gì đó khiến hưng sợ hãi cái cảm giác rùng rợn lạ thường ấy, giống như thể có ai đó, một kẻ vô hình nào đó đang đứng ở góc nhà, lặng lẽ dõi theo từng hành động của Hưng. Ý nghĩ ấy hiện lên trong đầu làm Hưng dùng mình vì kinh sợ. Cái cảm giác bị theo dõi bởi một thế lực vô hình luôn là điều khiến cho người ta lo lắng. Bản năng sinh tồn trong con người khiến chúng ta càng không thể nhìn thấy thì càng trở nên hoảng sợ. Hưng nằm nghiêng người co do như một cái xác chết. Một bên áp mặt xuống chiếc gối, nhìn về phía góc nhà. Hai mắt mở to trợn trừng cố dõi vào xó tối, xem có ai đang đứng ở đó hay không. Nhưng mà dĩ nhiên là không có. Chỉ có một khoảng tối đen thẫm dày đặc của bóng đêm âm u sâu thẳm. Hưng từ từ lấy lại bình tĩnh, hơi thở đưa ra kéo vào đã bắt đầu điều hòa trở lại trái tim của hắn đang đập dồn dập như là chống trận cống chậm chậm bình ổn dần dần một tiếng động bất ngờ rít lên giữa không gian tĩnh mịch lúc nửa đêm về sáng khiến cho hưng giật bắn cả mình thình linh run lên bần bật âm thanh ấy còn chưa dứt thì lại có những tiếng động khác vang lên cống kinh dị không kém âm thanh lúc nãy đó là những tiếng kèn két soàn xoạt như ai đó dùng máu sắc cao thật mạnh lên sàn gỗ cứ rin rít không ngừng như thể có hàng trăm mũi dao nhọn đang chọc vào lỗ tai ngoái tung màng nhĩ của hưng hắn kinh hãi đến bàng hoàng muốn bật người nhòm dậy nhưng chân tay như là bị dính cứng xuống giường dường như có một sức mạnh hay một sợi dây vô hình nào đó kéo ghi hắn lại không để cho hưng có thể loay hoay vận động Bên tay của Hưng từng tiếng rin rít kèn kèn vẫn liên tục vang lên. Khiến cho hắn tưởng tượng đến một cảnh, một người bị chôn sống trong quan tài gỗ. Khi tầm liệm hạ huyệt xong xuôi thì tỉnh lại. Cố sức vùng vẫy cào cấu trong nắp quan tài để thoát ra ngoài nhưng không được. Ý nghĩ ấy khiến cho gã dùng mình vì ghê sợ. Tự hỏi hay ở tại đâu đó trên mảnh đất này biết đâu rằng đã từng có người nào đó bị chôn sống y như vậy rồi đêm nay hiện lên hù dọa gã vì hợp vía càng nghĩ thì hưng lại càng sợ hãi toàn thân co quắp lại bắt đầu đau nhói vì chuột rút hắn cảm thấy mảnh chăn đắp trên người cũng trở nên nặng nề cả ngàn cân như một quả núi đè nặng xuống hưng còn đang loay hoay cố sức thoát ra thì một lần nữa hắn giật mình kinh sợ bởi lẽ gã vừa phát hiện ra rằng những âm thanh kinh dị kia không phải ở đâu xa vọng lại mà ngay chính dưới gầm giường cất lên hưng trợn tròn đưa mắt dùng mình hướng ánh nhìn truyền dần về phía thành giường âm thanh cào cấu rin rít cũng như vậy tiến gần hơn lạch cạch lọc cọc như là tiếng của những móng tay đang gõ trên mặt gỗ rồi thình lình từ phía thành giường gã đang nằm hiện ra một bàn tay trắng mút năm ngón tay gầy chơ xương với những móng đỏ từ dài ngoãng đang khô khoáng bỏ lên như một con nhện khổng lồ dần dần tiến đến phía của hưng hắn kinh hoàng há hốc mồm ú ớ kêu lên rồi rú ẩm nhà tung chăn đứng bật dậy lùi vội người vào góc giường lưng ướt đẫm mồ hôi tựa vào bờ tường lạnh toát hưng đã thoát ra khỏi cảnh chân tay bị sợi dây vô hình khi trói chặt nhưng hơi thở vẫn còn hồn hển vì sợ hãi và trái tim của gã vẫn còn đang lặn nhịp trong lồng ngực hắn quay lại nhìn về phía thành giường nơi mà bàn tay ban nãy vừa ngoe ngoẩy bỏ lên nhưng bây giờ ở đó trống không chỉ còn lại lớp chăn nệm tứ tung vương vãi không còn gì nữa cả hưng choáng váng lắc đầu mấy cái rồi đưa tay của mình lên dụi mắt như mất hẳn niềm tin vào thị giác của chính gã vẫn chỉ là một khoảng trống vắng lặng chẳng có gì khác biệt gã lắc đầu thở ngắt ra vuốt lên lồng ngực đang phập phồng lo sợ hưng quệt tay áo lên phần trán đã ướt đẫm mồ hôi tự nhủ trong lòng mẹ kiếp đúng là thần hồn nát thần tính mà quỷ quái gì chắc là tại câu chuyện của thằng cha tác giả kia chứ đâu mai có khi phải nghỉ một hôm để lấy lại tinh thần mới được gã cố tìm ra một lời lẽ giải thích để mà lý giải hiện tượng kỳ quái vừa rồi như là một cách để tự chấn an bản thân nhưng mà điều ấy thì vẫn còn chưa đủ tính hiếu kỳ của con người là một thứ gì đó rất khó kiểm soát chỉ trong khoảnh khắc chẳng hiểu ma đưa quỷ lối dẫn đường thế nào mà hưng lại bắt đầu bỏ vị trí lúc đầu bỏ từ từ về phía thành giường rồi bám chặt tay lấy cữ chầm chậm thò đầu nhìn vào trong gầm giường. Đó là cả một khoảnh không gian tối mịt, đen thẫm như là một vạc nhựa đường. Hưng chớp mắt mấy lần nhưng không trông thấy điều gì khác lạ. Hắn ngẩng đầu lên rồi lại cúi người, chúi đầu nhìn xuống một lần nữa. Vẫn là một khoảng không gian mờ tối, nhưng dưới cái gầm giường Hưng đang ngồi, hiện ra một khuôn mặt trắng bạch, xanh xao đến mức bệnh hoạn một một hiện lên rõ ràng hai chỗ mắt trúng sâu, thâm xì của một người thiếu ngủ và gò má nhô cao, vêu vào để kinh dị. Hưng rú lên một tiếng thất thanh rồi ngã lộn cổ từ trên giường xuống đất. Câu ngã nặng nề đau điếng dáng cả một bên thái giường cổ gã xuống mặt sàn lát gạch hoa, đập bình một tiếng khô khan, làm cho Hưng phải có người lại ôm đầu vì đau đớn. Nhưng cơn đau ấy không kéo dài được lâu, vì đã phải thay thế bằng nỗi sợ ngút trời. Hắn kinh hãi lồm cồm bò cả bằng tứ chi trên nền đất lạnh, úa kêu gào những lời không ai nghe được. Hưng vừa lấy cái điện thoại rơi lăn lóc gần bên, rồi bật sáng cái đèn phở lát trên nắp lưng điện thoại. Ánh sáng vừa lóe lên lập tức soi mờ cảnh vật bên trong gầm giường bằng một màu lạnh lẽo. Không có gì cả. Không hề có ai trốn dưới gầm giường, như thứ mà hưng vừa trông thấy khoảng trống dưới giường đã được dọn sạch sẽ từ chiều nay nên ánh đèn có thể soi sâu vào bên trong góc không có gì khác nhưng bất ngờ hưng lại chú ý đến một thứ hắn soi đánh đèn hai ba lần để đoán chắc mình không nhìn nhầm quả thật ở ngay giữa gầm giường có một viên gạch lát vừa kênh lên nhô cao hẳn lên khoảng hai phân hưng vẫn còn sợ lắm nên không dám bỏ vào trong hắn với lấy cái cán chổi tre vẫn vứt trên nền nhà rồi chọc chọc vào viên gạch gã không lần được viên gạch ấy lên nhưng rõ ràng đã có thứ gì đó ở dưới sàn đã đội nó lên hưng không quan tâm nữa gã chỉ cần biết rằng không có ai trốn dưới gầm giường là được một lần nữa các giả thuyết đã bị những chi tiết trong chuyện ma ám ảnh về sự uể oải mệt mỏi của một ngày dọn dẹp lại được hưng lôi ra để mà giải thích cho những hiện tượng kỳ quái hắn vừa mới gặp. Hừng lúc này mới lồm cồm bò dậy, gã đưa mắt nhìn quanh gian nhà tăm tối. Gió ở bên ngoài dường như vừa thổi mạnh, đưa luồng khí lạnh lẽo tràn vào qua những khung cửa sổ. Từng đợt khí ùa vào rít lên như giận dữ. Ngoài trời xa xa có tiếng chó sủa giữa đêm khuya, rồi có cả những tiếng hú lanh lảnh không rõ từ loài gì vọng đến vô tình khiến cho không gian căn nhà lệ đượm một vẻ âm u kỳ lạ hưng dừng lại nuốt nước bọn xuống cổ họng đang nghẹn đắng của mình gã đưa mắt nhìn xuống cây giường kỳ quái vừa xảy ra những ảo cảnh khủng khiếp gây hồn một linh cảm đang sống dậy trong tâm trí của gã như một lời cảnh tỉnh thúc giục hưng bỏ chạy nhưng hắn không tài nào cắt nghĩa được vấn đề có điều gì đó đang tồn tại trong căn nhà này mà Hưng chưa lý giải được. Tiếng gió vẫn rít lên lanh lành y như là tiếng móng tay cào vào sàn gỗ. Lại một lần nữa nhắc Hưng nhớ lại cái bàn tay trắng nhợt, xanh sao và khuôn mặt hốc hác mà quái gầm giường. Liệu những hình ảnh ma quái quỷ đó có liên quan gì đến viên gạch bị trồi lên hay không? Hưng không biết và không thể tự trả lời. Hắn chỉ nhớ rằng chiều nay khi mà luồn cây trồi dài vào trong gầm giường để moi hết rác thì viên gạch ấy vẫn được lát cực kỳ bằng phẳng chứng tỏ một điều là viên gạch hoa kia mới chỉ bị đổi lên mà thôi hưng không muốn nghĩ ngợi thêm nhiều đêm đã quá khuya hắn lẽ ra cần được ngủ sớm hơn vì toàn thân dã rời tơi tả muốn biết có điều gì xảy ra thì chỉ còn nước cải viên gạch đó lên để xem có gì bên dưới Đối với Hưng đó là một việc không cần thiết. Một phần viên gạch ấy nằm dưới gầm giường có bị đổ lên hay thậm chí là bật hẳn ra ngoài. Cũng chẳng ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ của cả căn nhà. Và nhất là bây giờ đã quá khuya. Hưng lờ mờ uể oải như là con run chết lấy đầu ra sức mà đảo bới. Hắn nghĩ như vậy rồi lại giơ bàn tay bẩn thỉu vì vừa bò lết dưới đất lên trước mặt. Hắn lắc đầu chán nàn dựa bước vào trong phòng tắm rửa tay, rồi quay lên giường ngủ. Hắn cúi người trước cái lavabo, nhìn vào trong gương thấy khuôn mặt của mình trông cực kỳ thiểu não, y như một kẻ thiếu đói lâu năm hoặc là kinh niên sốt rét. Gái chẳng quan tâm nữa chỉ tập trung thò tay vặn vòi. Cái vàn nước chết tiệt lại xuất hiện hiện tượng y như lúc chiều. Nó bắt đầu rít lên rồi nó kêu lên ỏng ngọc như bị ai đó bóp cổ. Hưng cáu lắm nhưng vẫn cố gắng kiên nhẫn chờ đợi. Rồi gã lại thở dài chán nản khi thấy từ trong vòi, một vài giọt nước chảy dì ra, màu đỏ lờ nhờ đục ngầu như máu. Hưng bực mình chửi. Cái... Hắn còn chưa dứt mồm câu chửi tục tàn thì giật mình, mắt mũi trợn trừng mồm miệng há hốc và cả câu trời vậy đang trực tuôn ra thì lại phải nuốt vào trong cuống họng cả người của hưng cứng đờ một chỗ đôi chân bùn rồn như lật trực ngã quỷ xuống sàn vì một hình ảnh kinh hoàng diễn ra ngay trước mắt từ trong vòi nước gì ra theo dòng chất lỏng đục ngầu đỏ thẫm là một ngón tay người cái ngón tay thon dài như là của phụ nữ nhưng dường như đã bị ngâm nước lâu ngày cho đến bây giờ đã bắt đầu phân hủy trương phình lên. Màu da bên ngoài đã đổi sang màu xanh tím và cả ngón tay ấy đang bốc lên một thứ mùi nồng nặc kinh người, đặc trưng của thịt đang phân hủy. Hưng trông thấy ngón tay của người chết từ từ chui ra khỏi vòi nước, ngoe ngoài liên hồi như một con run bạch tạng, thì hai mắt trợn trừng, lòng đen chạy ngược cả lên. Cơ thể của gã đã bất ngờ nhẹ bẫng đi giờ mềm mặt ra như là một sợi bún trước khi đổ vật xuống sàn nhà ngất đi không còn biết thêm gì nữa hưng không nhớ hắn đã liệm đi từ bao lâu nhưng khi mở mắt ra tỉnh lại ta thấy đang nằm trong phòng ngủ của mình bên cạnh gã một ông bác sĩ cổ đeo tay nghe mặt mũi lạnh lùng vô cảm gật gù cất giọng sang sảng rồi bảo suýt thì bị đưa đi cách ly vào diện nghi nhiễm bệnh nhé Hưng chẳng hiểu gì quay sang thấy mặt của bà Hạnh đang tái xanh tái xám. Hai khóe mắt còn ngấn lệ như là vừa mới khóc. Lúc này ông bác sĩ nọ mới lên tiếng bảo. Lần sau cậu không nên tắm khuya. May mà mới chỉ bị ngất thôi đấy. Chứ không là ngã dập đầu vào đâu thì chết chứ không biết chừng. Nhưng mà không phải đột quỵ đâu. Tôi chuyển nước cho là ổn. Hưng vẫn không hiểu ông bác sĩ nói gì. Hắn cứ há mồm ra kinh ngạc rồi nhìn theo bóng lưng của ông bác sĩ ra khỏi cửa phòng. Phía sau là bà Hành đang dở bước tiến chân. Một lát sau thì bà Hành trở vào trong phòng, theo sau là con hàng em gái của Hưng. Lúc này gã mới ấp úng lên tiếng rồi hỏi. Sao, sao có bác sĩ đến nhà vậy hả mẹ? Bà Hành nhìn sang người con gái út tỏ ý bảo nó ra ngoài cho mẹ với anh nói chuyện còn Hằng lo lắng ra mặt nhưng cũng làm theo. Đợi cho nó khép cánh cửa buồng lại, thì bà Hạnh mới trầm giọng hỏi. Này con, mày làm gì mà nửa đêm lại ngất trong nhà tắm vậy hả? Đến lúc này thì Hưng mới dùng mình nhớ lại tất cả những biến cố rùng rợn xảy ra trong đêm hôm trước. Hắn đưa đôi mắt lo lắng bất an nhìn khuôn mặt của bà Hạnh, giờ này vẫn còn đong lại những dấu ấn kinh hoàng. Hưng liếc mắt nhìn ra bên ngoài để chắc chắn là cửa buồng đã đóng, rồi mới từ từ kể lại đầu đuôi sự việc. Càng nghe thì bà Hạnh lại càng thấy sợ. Giờ này ngồi đây giữa căn nhà quen thuộc, nơi gia đình của bà đã ở lại từ lâu. Đèn điện thắp sáng chừng và giữa ban ngày ban mặt là những chi tiết rùng rợn trong biến cố đêm qua, vẫn khiến cho bà và Hưng sợ hãi. Gã sợ hãi là phải, vì đó là do chính gã trực tiếp trải qua. Nhưng bà Hạnh lại sợ vì một nguyên nhân khác. Một lý do mà bà không tiện nói với con trai ngay lúc này vì sợ sẽ làm Hưng càng thêm lo sợ. Bà nghe hết câu chuyện của Hưng thì vội vã ra ngoài để cho Hưng nằm nghỉ. Bà nói vậy thôi chứ thật ra bà vừa mới lao lên phòng thờ ở lầu ba, thắp nhàng gấn vái cầu xin tổ tiên ông cha sống khôn thác thiêng về phù hộ Bà làm như vậy thì bởi đêm qua chính bà cũng đã gặp một giấc mơ kỳ lạ. Hay nói đúng hơn là một cơn ác mộng mà đến lúc này vẫn còn nắm mạnh lấy tâm trí của bà. Lúc ấy đã vào khoảng hơn 2 giờ sáng, thời tiết dễ chịu mát mẻ rất khiến cho người ta ngủ say. Bà hành cũng vậy, nhất là khi bà đã có tuổi, là mất nửa ngày trời cất công dọn dẹp cả gian nhà cho thuê, cho nên bây giờ đã quá mệt mỏi, bà chị mới đặt mình nằm xuống giường là hai mí mắt đã díp vào nhau nhanh chóng đưa bà chìm vào trong giấc ngủ trời càng về khuya càng trở nên lạnh bà hành nằm co ro trên chiếc giường đơn không đắp chăn không buông màn vì phòng của bà vốn không có mũi gió từ ngoài cửa sổ đang ùa vào bên trong rít lên từng hồi thành những tiếng u u như là âm thanh phát ra từ cổ họng của một người đang thành khóc bà hạnh đưa tay sang bên cố lần tìm chiếc chăn để mặt đắp lên thân rét mướt đầu óc mụ mị đi vì say ngủ vì có lần sợ cái cảm giác quen thuộc khi tay người chạm đến mảnh vải dày chứ không hề ước muốn sẽ đụng vào vật khác thế nhưng bà hạnh bỗng nhiên mở choàng đôi mắt từ từ liếc nhìn về phía sau lưng chồng của bà hạnh đã mất được mấy năm nay vì căn bệnh ung thư quái ác để lại bà sống với hai người con bà cũng luôn kiềm tầm ở vậy chứ không chịu bước đi nữa. Thế mà giữa đêm hôm khuya khoát sao lại có ai đang nằm cạnh bà như vậy? Bà Hành quay phát người lại phía sau mà chừng chừng nhìn và há miệng to để sẵn sàng hết lên cầu cứu. Nhưng sau lưng của bà chẳng có ai, chỉ là một khoảng trống trải trên chiếc giường đơn. Bà ngơ ngác lồm cùng ngồi dậy tóc tai rũ rượi mặt mũi bơ phờ không hiểu chuyện quái quỷ gì vừa mới diễn ra. Bà ấy khi đang của tay tìm chăn, rõ ràng bà đã sợ phải một bàn tay lạnh toát của ai đó nằm bên cạnh. Cái cảm giác lạnh lạnh và dính nhồm nhấp ấy bây giờ vẫn còn bám lấy bàn tay của bà. Chứng tỏ rằng chi tiết kỳ dị vừa mới diễn ra hoàn toàn là sự thật. Bà Hành dùng mình đưa tay mình lên ngang mặt. Bàn tay của bà ướt nhẹp mồ hôi dù ở ngoài kia gió đêm vẫn đang thổi lồng lộng. Đôi mắt của bà run rẩy nhìn quanh nhà mờ tối, không gian chỉ có tiếng gió vù vù lạnh lẽo, nhưng âm u tiêu đều như có lẫn cả mùi tử khí u uẩn điêu linh. Bà run rẩy kéo bỏ tấm chăn trên giường, như thể sợ rằng có ai bên dưới, nhưng dĩ nhiên là bà không có gì khác lạ. Cả cái giường trống trải không có ai ngoài bà, Vậy thì ban nãy bà Hạnh đã sợ về bàn tay của ai? Câu hỏi ấy vẫn còn luẩn quẩn trong đầu chưa có lời giải đáp. Thì bỗng nhiên một cánh cửa sổ đóng sầm ngay lại. Đập lên một tiếng ầm chói tay khiến bà giật mình hoảng sợ quay phắt lại nhìn. Ngoài sông cửa màn đêm mù mịt tịch liêu, rùng rợn như là một bãi tha ma trùng trùng tử khí, trong khoảnh khắc ấy, bà Hạnh lạnh người trông thấy một bóng hình thấp thoáng lướt ngang qua cửa sổ. Việc có một bóng người vụt qua cửa sổ nhà bà là một điều không thể. Vì phòng của bà Hạnh nằm ở trên tầng, cách mặt đất đến cả chục mét. Người thường không thể nào leo cao đến vậy. Trong bóng tối mịt mờ, cái nhân ảnh ấy lại càng hiện lên rõ rệt. Đó là tiếng người mặc đồ tăng trắng, mái tóc dài xõa ra rũ rượi, phất phơ theo làn gió, mà chỉ cần nhìn thoáng qua, bà Hành đã đoán chắc đó là một người con gái. Bà dùng mình vội lùi lại phía sau, mà vẫn hướng về phía cửa sổ, nhưng vẫn áp lưng sắt vào bờ tường lạnh toát. Mồ hôi của bà túa ra ướt đẫm mớ tóc lòa xòa, dính bết cả vào hai bên thái dương và bắt đầu chảy theo gò má. Bà không thể nào nhầm được, chính mắt của bà trông thấy có một bóng người lướt nhanh qua cửa sổ, bà hạnh có lấy lại chút can đảm cuối cùng dù bà vẫn biết được rằng trong hoàn cảnh này thì đáng lẽ ra bà nên bỏ chạy xuống dưới nhà gọi con hằng lên cứu viện nhưng không hiểu mà xuôi quỷ khiến thế nào bà hạnh lại bắt đầu lần từng bước lồng cồm bỏ ra ngoài mép giường toàn xuống sàn rồi đi về phía cửa sổ bà muốn khẳng định là một lần nữa cho chắc chắn để xem điều kỳ dị gì vừa mới diễn ra đôi tay run rẩy của bà đang lần từng bước đến gần khung cửa sổ cánh tay vẫn bị gió hấp vào đập liên hồi và chấn xong kêu lên cầm cập từng tiếng khô khan trong đêm tối đã bảo nằm sống trong căn nhà này nhưng đây là lần đầu tiên bà hạnh cảm thấy ngôi nhà thân quen của bà bỗng nhiên trở nên xa lạ nó như biến thành một ngôi nhà hoang đã lâu không có ai dám ở chỉ là chú chú ngộ cho những vong linh hồn ma bóng quế. Bà Hành run rẩy đưa tay ra trước, từ từ mở hé cánh cửa sổ nặng nề. Tiếng bàn lề kêu lên kéo kẹt rít lên kèn két, như tiếng ai đó đứng sát cạnh bà, rồi nghiến hai hàm răng lại với nhau. Bà Hành phút chốc run lên bần bật, nhưng bà không dừng lại mà vẫn cắn chặt răng, cô lấy can đảm mở tung cánh cửa. Bầu trời đêm sâu thăm thẳm không một ánh trăng, hình như cũng có nhưng mà bị áng mây mờ che phủ nên ánh trăng trung tuần vằng vặc và không thể lọt qua để lại không gian tối tăm vắng lặng đến độ rợn người như khung cảnh giữa bãi tha ma trong đêm trường lạnh lẽo nhưng bên ngoài không có gì cả chẳng hề có một bóng người một tiếng động dĩ nhiên cũng chẳng có cô gái nào lướt qua khung cửa sổ tầng ba như bà vừa mới nhìn thấy Bà Hành thở vào nhẹ nhõm mỉm cười vì mình tự huyễn hoặc bản thân, thần hồn nát thần tính, ngỡ gặp ma giữa một đô thị đầy đèn điện. Nhưng bà Hành vẫn răng hai tay với lấy cánh cửa sổ rồi đóng lại. Bà vốn có cái thú ngắm trăng và để mở cửa sổ cho mát. Nhưng đêm này gió to cứ đập rầm rầm vào trong, thì kiểu gì bà cũng mất ngủ. Nhưng khi hai cánh cửa vừa khép lại thì lập tức một thanh âm kèn kẹt vọng đến từ đằng sau. Đã không phải là tiếng của bộ bàn lề lâu ngày không được tra dầu. Âm thanh ấy nghe như tiếng của ai đó đang dùng móng tay cào mạnh lên sàn gỗ từng tiếng kéo dài. Bà Hạnh dùng mình lạnh bút cả sống lưng, chậm chầm quay đầu liếc mắt ra sau. Hai con người giãn to nhưng mà đen lấy như hạt đỗ phản chiếu toàn bộ không gian của căn phòng. Trong cái gương đèn lấp lánh ấy, từ một cái nơi tăm tối của gian phòng, trong gầm giường của bà Hạnh đang có hai bàn tay trắng toát, gầy đét đến độ trơ xương, từ từ thò ra, dùng móng sắc cào liên tục lên thành giường bằng gỗ. Hóa ra khi con người ta lâm vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, thì sẽ chẳng có tiếng hét nào được bật ra, chẳng có bàn chân nào dưỡng bước, Tất cả chỉ là một sự im lặng bất tuyệt như một kẻ bị hớp hồn. Bà Hành đứng xứng trước khung cảnh quái gở dị thường, đôi tay buồn thõng vô lực. Hai đầu gối buồn rồn như muốn ngã quỷ xuống sàn, và cái miệng thì há hốc ra cho đến cả một hơi thở cũng không bật ra ngoài. Trước đôi mắt xứng sờ hoàng loạn của bà Hành, đôi tay trắng bạch ấy đã bắt đầu bỏ ra ngoài, rồi vun vút lao về phía cổ bà như tên bắn Giờ lúc ấy bà hạnh rú lên cuống cuồng ngã bật ra sau, chân tay khua khoáng như một người điên loạn. Nhưng khi đôi mắt đã mở to, cả người đã hoàn toàn tỉnh táo, bà hạnh mới phát hiện ra mình đang nằm trên giường, chứ không phải là đứng sau khung cửa sổ. Tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng hãi hùng mà bà chưa hiểu rõ được nó xuất phát từ đâu và vì sao những chuyện kỳ quái ấy lại diễn ra với mình. Đứng thắp hương xong cho tổ tiên, bà Hành dỡ bước ra ngoài, tự nhủ có lẽ tất cả mọi việc chỉ là một sự tình cờ, và bà cần phải tìm ngay một người thư khác, tạm thời đến ở trong căn nhà đó, vì chắc chắn Hưng sẽ không dám bén mảng đến đây thêm lần nào. Bà vẫn còn lại những bức ảnh chụp khi nhà mới xây, giờ này tuy đã qua một đời chủ, nhưng nhờ công dọn dẹp của mấy mẹ con, mà căn nhà đã khang trang như mới Bà chỉ cần điều chỉnh lại giá cả sao cho hợp với thời điểm dịch bệnh tràn lan này. Có khi may mắn lại có người tới thuê. Nghĩ là làm bà hành không do dự. Còn về những vấn đề tâm linh kia thì bà cố gắng dặn lòng. Đó chỉ là một sự trùng hợp xảy đến với hai mẹ con bà. Vì cả hai đã quá lâu mới làm việc nặng. Vì mệt mỏi cho nên mới sinh ra tự huyễn hoặc bản thân. Không biết ý tưởng ấy đúng hay vì lý do nào khác mà cả hai mẹ con của bà chỉ gặp những biến cố kỳ dị kinh hoàng ấy đúng một lần. Kể từ đó về sau dù lâu lâu Hưng hay bà Hành vẫn sang phòng ngủ trong căn nhà ấy nhưng mà lạ một điều thì lại chẳng có gì xảy ra nữa. Điều đó càng khiến cho bà Hành đoán chắc rằng mọi việc xảy ra chỉ vì hai mẹ con bà quá mệt và căn nhà này cũng cần phải sớm đẩy đi tìm chủ mới nhà có địa thế rộng lại sẵn sân vườn với nhiều lợi ích như riêng tư kín đáo có cả bể nước lọc và giếng khoan nên chỉ sau khi đăng bài lên facebook vài tháng là liên tiếp có mấy người vào hỏi cuối cùng thì một gã thanh niên thỏa thuận được giá thuê nhà và ở lại căn nhà đó của bà hạnh người chủ mới ấy tên là tiến bà hành không biết tiến làm nghề gì nhưng mặt mũi thì bậm trợn lắm tiến là một gã đàn ông tuổi chừng ba mươi nhưng khuôn mặt thì có vẻ già trước tuổi nhất là đôi mắt lúc nào cũng như đang gườm gườm người ta khiến cho bà hạnh có cảm giác đối diện với một tên giang hồ cụm cán hoặc là một tay anh chị suốt ngày vào tù ra khám bà cũng muốn hỏi xem nghề nghiệp của tiến là gì nhưng vẫn còn ái ngại không muốn nói ra Bà tự dặn lòng. Thôi thì nước sông không phạm nước giếng, cứ để nó thuê, nó trả đủ tiền cho mình là được. Cống y như lần trước cho Tuấn thuê nhà, lần này bà Hành cũng tạc lưỡi cho qua, không ngồi hăn gì đến công việc của gã đàn ông bậm trợn, nhìn nét mặt rất du côn này. Chỉ có điều với khuôn mặt giang hồ của gã, bà Hành đã tự ý kéo dài hợp đồng thuê nhà, bắt tiến đóng gấp đôi tiền đặt cọc để gã không có chuyện đang tự dưng mà bỏ nhà cô bà đi như người chủ cũ ấy thế mà tiến không hề thắc mắc hắn trả đồ tiền cọc nhà luôn liền mấy tháng để bà hạnh đỡ phải đi lại nhiều bà hạnh cầm món tiền lớn trong tay thì mừng ra mặt hớn hở về nhà giao lại chìa khóa cho tiến để mấy ngày nữa ca bắt đầu thu dọn đồ vào để ở không như bà Hạnh nghĩ, Tiến không phải là một con người đơn giản. Gã cũng không phải là một tay đàn anh đàn chị hay là lục lâm thảo khấu. Tiến là tổng biên tập của một tòa soạn có tiếng trong thành phố. Chỉ có điều công việc mà Tiến làm cũng như các chuyên đề mà tòa soạn của gã nhắm tới lại khá đặc biệt, thường xuyên liên quan đến những đề tài tâm linh kỳ bí. Gần đây vì dịch bệnh mà tòa soạn của gã tạm thời phải đóng cửa. Cũng không sao, vì hầu hết các bài đăng trên báo đều làm trên Internet, nhân viên không nhất thiết phải đến nhiệm sở làm việc. Hắn cũng vậy, thường xuyên giao nhiệm vụ cho đồng nghiệp và thuộc cấp của mình qua mạng xã hội, nên cũng toàn ở nhà. Chỉ có điều căn cứ mà hắn thuê đã mấy lần bị phong tỏa cách ly, vì nằm trong một khu chung cư cao cấp, có lắm người nước ngoài cư trú. Để tránh phải làm đại sứ cách ly thêm một nhiệm kỳ nữa, tiến bỏ tiền thuê hẳn một căn nhà ngoại ô sống biệt lập một mình vừa kín đáo vừa không phải nơm nớp lo sợ những gã ngoại quốc có thể mang trong mình mầm bệnh bất cứ lúc nào căn nhà này quả thực rất đúng với ý của tiến vùng này vừa vắng người qua lại vừa sạch sẽ thoáng mát lại là vùng nửa thành thị nửa nông thôn cho nên chắc chắn tiến sẽ không bị làm phiền mỗi khi tập trung viết bài hoặc là biên tập các tin để đăng lên mạng. Ngày hôm dọn vào, Tiến đã gọi thợ cho người kéo đường dây mạng, lắp wifi đủ mạnh để phủ sóng khắp nhà. Ngoài ra, tất cả đồ đảng gã mang theo cũng chẳng quá nhiều. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc, Tiến vui vẻ dọn vào căn nhà mới, sẵn sàng những tháng ngày làm việc bình yên, tránh xa chốn đô thị tuy đông đúc nhưng lắm thị phi mệt mỏi. Theo thông lệ mỗi khi có ai xây hay là chuyển nhà mới thì người ta thường tổ chức một buổi tiệc nhỏ nhỏ, gọi là tiệc Tân gia. Tiến nói đúng ra thì cũng là một người ưa câu nệ nên gã cũng muốn làm để gọi bạn bè đến lắm. Thế nhưng lại vướng phải cái đợt dịch kéo dài nên cực chẳng đã Tiến chỉ làm một mâm cơm cúng mời các chi vị thần phận về ăn hương hòa chứ không dám gọi bạn bè đến chơi sau buổi lễ nhỏ tiến lại trở về với công việc của mình với một hệ thống hỗ trợ truy cập mạng chẳng khó khăn gì để tiến bắt đầu với cuộc truy tìm những tin tức giật gân hay là kỳ dị trên internet hắn cũng ngồi chăm chú biên tập lại những tin bài mà thuộc cấp gửi về xem xét kỹ càng trước khi duyệt để cho đăng công việc tưởng chừng đơn giản mà kéo dài đến cả nửa đêm mới hoàn thành Tiến bỏ lên giường ngủ thì kim ngắn đồng hồ chỉ sang số 1. Hắn mệt mỏi nằm vật ra giường với tay tắt điện. Cái laptop trên bàn làm việc đã bật sang chế độ chờ, phát ra những tiếng nhạc du dương, nhanh chóng đưa Tiến vào giấc ngủ. Cái chỉ nằm một lúc thì hai mắt đã díp vào với nhau, tưởng chừng chỉ trong một khoảnh khắc sẽ để tâm trí trôi vào giấc mộng êm đềm nhưng bất thình lình hai chiếc loa gắn trên bàn bỗng rú lên rin rít làm cho tiến giật mình mở tròn mắt dậy tiếng nhạc du dương ban nãy bỗng biến thành những tiếng rít gào rùng rợn kèn két liên hồi như thể tiếng móng tay người cào mạnh lên sàn gỗ âm thanh kỳ quái vang vọng giữa đêm khuya khiến cho tiến hơi lạnh người đưa mắt nhìn tròng trọng vào cái laptop đang đặt trên bàn máy tính của tiến vào loại hiện đại đắt tiền chưa kể hai cái loa nhỏ mà gã mới mua chưa đến một tuần. Chẳng hiểu vì sao nửa đêm lại phát sinh sự cố. Tiến bực lắm gã bật dậy khỏi giường chạy ra ngoài bàn ấn phím liên tục để tắt máy tính. Chứ không thể cứ để như vậy cả đêm. Chỉ một lúc sau tìm màn hình máy tính đen đen ngòm. Nhưng mà lạ thay tiếng xít cào kia thì vẫn còn vang lên không đứt. Hắn bực mình trời thầm thằng cha bán loa đài mất nết dám đưa cho gã cái loa chết tiệt này suy nghĩ còn chưa dứt thì tiến đã vùng dây rất phẳng ổ cắm điện đối với loa Âm thanh không tắt ngay mà nhỏ dần nhỏ dần một cách kỳ lạ tiến lắc đầu chán nản tự nhủ lòng ngày mai sẽ phải đến cửa hàng âm thanh đòi nhân viên bảo hành cho gã bộ loa mới mua này gã quay trở về giường xác định đêm nay sẽ phải bỏ thói quen nghe nhạc chấp nhận khung cảnh im lìm lặng lẽ để mà đi ngủ cho yên nhưng ý định của tiến một lần nữa không thực hiện được bởi khi đặt lưng xuống giường ngủ hắn mới giật mình nhận ra dưới lớp chiếu trải ra trên giường đang bị một thứ gì đó đội lên thành một ủ tiến cáu lắm quay hàm gã bệnh sang hai bên rồi trồm hồm trên giường như một con cóc nhìn run rồi không nói không rằng tiến tung chăn rồi lật luôn cả mặt chiếu lên xem có cái gì ở bên dưới Chân đôi mắt chán nàn tột cùng của gã Sau mặt chiếu hiện lên một hình ảnh Một đoạn rát giường bị gãy Nồi cộm lên hẳn vì một cái ủ đất đùn cao Ngay dưới gầm giường Hắn nhìn cái ủ đất rồi lại nhìn bộ rát giường gãy nát Tự trách bản thân mấy ngày liền dọn dẹp Và không để ý đến cái gầm giường Rồi để đến giờ này phải lâm vật tình cảnh Giờ khóc giờ cười như vậy Nhưng suy nghĩ than thần trách phận còn chưa chấm dứt thì âm thanh kèn két dìn rít kia lại một lần nữa vang lên. Tiến dùng mình sợ hãi rồi quay phát lại phía sau. Hắn kinh ngạc đến tiếng người mồm miệng há lớn, rồi mắt mấy lần như mất đi niềm tin vật thị giác. Trước mắt của Tiến, cái laptop đã tự động mở lên và sợi dây điện nối với dàn loa không biết từ lúc nào đã cắm vào trong ổ. Tiến xứng người chết lặng, hắn bắt đầu cảm thấy rằng căn nhà này có gì đó không bình thường dường như mọi chuyện xảy ra từ đây đến giờ chẳng phải do cây loa gã mua bị hỏng hay cái laptop mấy chục triệu có vấn đề mà mọi việc bắt nguồn từ chính mảnh đất và căn nhà này tiến là một gã chuyên làm về đề tài giật gân ma mãnh cho nên bản thân của hắn cũng đã có những linh cảm nghề rất đặc trưng mà không phải ai cũng có gã đưa mắt nhìn cái loa đang phát ra những âm thanh kèn kẹt zin zít như là tiếng móng tay cào gỗ. Âm thanh ấy không kéo dài như ban nãy, mà trong phút chốc đã đổi thành tiếng di dì nỉ non như ai đó đang thần thở. Những lời ai oán thảm thiết cất lên giữa đêm khuya khiến cho tiếng lạnh cả người. Tay chân của gã hơi run lên một chút. Hắn cố gắng lấy bình tĩnh nuốt nước bọt xuống cổ họng đã đắng chát rồi bắt đầu bước lùi lại phía sau. Tiến chưa quen với địa thế của căn nhà, nên vô tình đi nhầm vào gian bếp chứ không phải là vòng ra lối cửa. Nhưng vừa bước chân vào bếp gã đã quay phát lại bên cạnh mình, đôi mắt thẫn thờ hoàng hốt nhìn sang cái vòi nước lắp trên bồn rửa. Cái vòi cong cong làm theo hình cổ ngỗng bằng y nấp đang rung lên bẩn bật. Kèm theo là những tiếng ỏng ọc mặc dù tiếng không hề đụng tay vào văn khóa. Từ trong vòi nước sau một chuỗi âm thanh rùng rợn kia dì ra một thứ chất lỏng màu tối. Trong màn đêm thăm thẳm đến không thể nhận dạng được nó là gì, chỉ thấy có vẻ như đó không phải là nước mà đen xì đặc quánh như nhựa đường. Đang dì ra rất chậm từ vòi nước. Nhưng bất ngờ tín dùng mình kinh hãi suýt nữa thì bật lên thành tiếng thất thanh, bởi vì hắn có lẽ đã hiểu được vì sao cái vòi kia bị tắc. Đó là vì vừa có một ngón tay trắng bệch nhưng mà nhiều chỗ đã đổi sang màu xanh tím tái. Trương phình lên như là ngón tay của một người chết đuối. Cái ngón tay ấy chậm chậm chui ra từ vòi nước, rồi khi đốt tay cuối cùng được ra, thì dòng nước đen đặc đó cũng ổng ọc tuôn ra. Lập tức cả gian bếp nồng nặc một mùi hôi thối ghê người và lợm giọng. Tiến không giữ được bình tĩnh lâu hơn, hắn cuống cuồng bỏ chạy, ba chân bốn cẳng lao hết bên nọ lại sọ bên kia, Hút đồ cả bàn để máy tính rồi mới vớ được cái điện thoại trước khi lao ra mảnh sân vắng lặng ở trước nhà tiến mở máy điện thoại ánh mắt lo lắng vẫn đăm đăm nhìn vào không gian u tối tiêu linh của căn nhà mà gã vừa mới bỏ tiền ra thuê trọ ngày đêm đầu tiên ở đây đã xảy ra bao nhiêu cớ sự chắc hẳn mọi việc chẳng thể bình thường ngày đầu tiên mà tiến nghĩ đến trong lúc đặc biệt thế này không ai khác là chính một tay thầy pháp Gọi là tay thì hơi vô lễ, bởi thầy Linh Quang năm nay đã ngoài 50. Thầy làm bát tham cho tòa soạn của Tiến, với nhiệm vụ là cố vấn hiện trường. Nghĩa là ngoài thời gian như là ngày rằm hoặc mùng 1, thầy Linh Quang đi chạy xô cho các đền chùa miếu mạo, hoặc tham gia các chương trình cấn phái của các nhà đại gia có nhu cầu. Thì thời gian còn lại thầy Linh Quang sẽ chịu trách nhiệm xử lý trực tiếp ngay tại hiện trường, những vụ việc mà Tiến cho rằng có sự xuất hiện của âm hồn. Mặc dù Thầy Linh Quang là một pháp sư làm việc khá nặng nề về mặt vật chất, luôn chạy theo chủ nghĩa kim tiền, nhưng tay nghề của Thầy quả thật rất cao thâm, có đủ khả năng hô mưa gọi gió, thậm chí mời cả âm binh về trừ ma diệt quỷ. Sự việc lần này không thể thiếu được mặt Thầy, Tiến thậm chí còn nghĩ đến việc sẽ quay và ghi hình toàn bộ quá trình Thầy Linh Quang đến đây xử lý những vấn đề khủng khiếp đang tồn tại trong căn nhà này, đặt cho nó một cái tên rùng rợn để mà hút khán giả của báo. Gã rút điện thoại ra rồi bấm số gọi cho thầy. Hắn gọi cầu mà thôi trên nửa đêm nửa hôm chưa chắc thầy còn thức. Nhưng chuông điện thoại chỉ mới reo đến tiếng thứ ba, thì đầu dây bên kia thầy Linh Quang đã nhấc máy, tiến vội vàng nói: Alo, thầy ngủ xưa may quá thì có sắp xếp đến nhà mới của tôi được uhm... tiến nói đến đây thì giật mình khựng lại bởi đầu dây bên kia không phải giọng của thầy linh quang mà là một âm thanh rin rít ken két như là tiếng móng tay cào lên sàn gỗ hòa cùng với những tiếng than khóc nỉ non thảm thiết kêu vang như là cầu xin đường sống cái điện thoại trên tay của tiến rơi xuống đất hắn cũng thất kinh người co rúm lại toàn thân run lên bần bật Hai đầu gối cứ như vậy từ từ mềm nhũn rồi ngã quỳ xuống giữa mặt sân ẩm ướt xương trắng phủ mờ. Tiến ngất liềm đi trước chỗ âm thanh kỳ quái vẫn liên tục cất lên từ điện thoại như một lời mời gọi từ âm ti. Thức dục hắn phải làm cái việc mà một thế lực vô hình ngự chỉ tại nơi đây, lâu này vẫn luôn mong muốn. Tiến cứ như vậy liệm đi ngã vật ra giữa sân trong buổi đêm tĩnh mịch lạnh lùng. Nhưng Tiến chẳng mất đi quá lâu, một lúc sau thì gã đó lùm cùng bỏ dậy. Nhưng khuôn mặt vô hồn như một kẻ bị thôi miên, mất đi hoàn toàn khả năng tự chủ. Tiến bỏ lại cái điện thoại đã hết sạch pin ở bên ngoài. Rồi cứ như vậy lưỡng thững đi vào trong căn nhà quỷ quái âm tà chứa đầy tử khí. Gã cứ lưỡng lững đi về phía cái giường không thèm đưa mắt nhìn về gian bếp, xem cái chỗ vòi nước còn chảy ra thứ dung dịch đen ngòm tanh tối nữa hay không tiến đến gần cái giường ngủ đã bị lật tung hết trần chiếu lên trên rồi bắt đầu dỡ nốt từng mảng rát giường trước khi vùng tay đào bới cái ụ đất đang nổi trình hình ngay bên dưới đội cao cả cái giường lên trên đến cả chục phân tiến đào như một người điên hai tay liên tục gạt những phần đất cát mảnh đá hòa sang một bên ụ đất này rất cứng hắn bới gãy cả móng tay bật cả máu mới có thể tiến sâu thêm một chút nhưng mà trời cũng chiều lòng người từng mảnh đất bị gỡ xa từ từ chầm chậm một cây hố đất thành hình càng đào xuống sâu thì bên dưới lại càng ẩm ướt dường như là phần đất này đang bị một thứ chất lòng gì đó ngấm vào cho nên rất mềm và tươi sốt chỗ đất ấy đào lên không chỉ ẩm mà còn có mùi khẳng khẳng như là mùi cá ươn càng đào sâu xuống thì mấy thứ mùi ấy lại càng nồng nặc ấy vậy mà tiến không dừng lại gã kinh như vậy đào bằng tay không như thể chẳng hề đau đớn chừng nửa tiếng sau khi mà ánh mặt trời đã bắt đầu lấp ló bên ngoài cửa sổ thì tiến cũng dừng lại đôi mắt vô hồn nhìn xuống bàn tay dính bề bết bùn đất và cái hố nằm ngay dưới giường mà tiến vừa đào được ở đó lù lù hiện ra một thân thể đàn bà không mặc quần áo đang bước vào thời kỳ phân hủy da thịt đã đổi hẳn sang màu tím đen và có nhiều chỗ đã bị những con run còn dễ gặm nhấm cho nát bét. Chỉ có một điều kinh dị nhất đó là cái bụng của thi thể ấy vẫn còn đang to lên. Nhưng không phải vì nó bị trương mà là do một bào thai nằm ở bên dưới. Tiến vẫn như một kẻ mất hồn lững thững bước ra ngoài sân, nhặt cái điện thoại rơi lằn lòng lóc rồi mang vào trong nhà sạc pin như thể không có một chút sợ hãi nào trước khung cảnh kinh tởm đang diễn ra trước mắt. Khá đợi cho cái điện thoại lên nguồn rồi ấn số gọi 113. Cảnh sát có mặt ngày sau đó chưa đến 10 phút. Họ tạm thời giữ tiến lại lấy lời khai và một phần thì cho người phong tỏa kín hiện trường không cho ai tiếp cận. Sau đó mới gọi điện để triệu tập bà Hạnh lên trụ sở. Giờ theo đúng lời khai của bà Hạnh và xác nhận của những người xung quanh tiến tạm thời được loại khỏi vòng tình nghi gã khai rằng dưới giường ngủ của mình nổi lên một ụ đất cao nên mới tiến hành đào bới không ngờ lại phát hiện ra một thi thể nằm ở bên dưới cơ quan điều tra công xác nhận qua những chứng tích trên thi thể bằng chứng pháp y họ xác định rằng người tử vong là nữ nhưng thi thể đã bị trôn ở đây từ trước vì vậy tiến mới không bị tình nghi Điều làm cho bác sĩ Pháp y kinh hãi, đó là dù người chết vào thời điểm tử vong khi bảo thai trong bụng chưa phát triển, nhưng đứa bé ấy vẫn cứ lớn lên, khiến cho tử cung nở rộng và bụng người chết phình to một cách dị thường. Đó cũng có thể là một lý do khiến mặt đất bên dưới dần dần bị đùn lên thành một cái gò nhỏ nhỏ, kinh dị hơn là thi thể của người con gái đó không có đầu, cũng không có chân tay rõ ràng trước khi bị trôn xuống nền nhà đã bị giã xác, chặt đứt các bộ phận rồi đem giấu đi nơi khác. mở rộng điều tra cơ quan chức năng phát hiện những phần thi thể chẳng hề bị giấu đi nơi nào xa cả. đầu lâu tứ chi của nạn nhân xấu xố đã bị kẻ thù ác chặt ra rất nhỏ, rồi đem giấu ngay dưới bộ lọc của bể nước đặt trên trần nhà. toàn bộ thịt da cơ bắp của người chết đã bị dòi bỏ ăn hết đồng thời một phần tan ngấm vào trong dòng nước, ngày ngày chảy xuống những ống dẫn dưới nhà, khiến cho nước đổi hẳn sang một thứ màu đỏ lở nhở như máu. Thông tin ấy nhanh chóng loan ra khiến cho Hưng và bà Hạnh kinh hãi dùng mình. Bởi lẽ chính Hưng đã từng trông thấy mấy ngón tay người ngoe ngoẩy, bò ra từ gầm giường và chui ra từ vòi nước. Tiến cũng vậy, gã đâu có ngờ mình lại đi thuê phải một căn nhà, là hiện trường của một vụ án mạng dùng rợn kinh hoàng. Một xác nhưng hai mạng, để rồi bị người chết nhập vào, từ tay của mình đào mồ chôn thi thể bị giấu ngay dưới gầm giường. Câu chuyện kinh dị chẳng ai có thể ngờ, nạn nhân được xác định chính là Tâm, cô gái thuê trò đầu tiên đến ở trong căn nhà này với người tình là Tuấn. Và chính Tuấn cũng là kẻ thủ ác đứng sau tấm kịch dùng rợn kinh hoàng ấy tuấn đã giết người yêu lý do là gì không ai biết được nhưng có một vài người đoán rằng vì ghen tuông cho nên gã đã ra tay sát hại người tình khu nhà nằm trong một mảnh đất vô cùng biệt lập lại có một tường cao bao phủ nên những chi tiết rùng rợn của tội ác đó không được phơi bày cho đến khi tiến mò đến thuê lại căn nhà kinh dị này theo kết luận của cơ quan điều tra Ban đầu nạn nhân bị chôn sống ngay dưới gầm giường. Nhưng có vẻ hung thủ không xác định được là tâm đã chết hay chưa. Cho nên là đào rất nông. Để nỗi cô gái xấu xố bò lên được từ lòng đất, liên tục vươn tay cào cấu lên rát giường, tạo ra những vệt móng tay dài in hẳn để máu mù và đất cát. Đến lúc ấy Tuấn mới lật lát giường lên lần nữa, ra tay kết liễu mạng sống của người tình, bằng cách chặt đầu rồi hắn lại tiếp tục cắt đứt những phần cơ thể để mà tiện bề che giấu đi tội ác tuấn nghi ngờ tâm từ lâu vì trong thời gian trước khi dịch bệnh bùng phát cô luôn có hành tung khác lạ có nói chuyện thậm chí gặp gỡ những người đàn ông khác sự việc đến đâu thì chưa rõ nhưng tuấn dự định sẽ bỏ người yêu để đi tìm một cuộc sống khác dự định ấy không thành vì bất ngờ một lần vô tình tâm đi tắm Tuấn đã đọc được một đoạn tin nhắn của Tâm với một người đàn ông khác. Cơn giận sôi lên như là núi lửa, khiến con thú đội lốt người hiện nguyên hình là một kẻ vũ phu. Hắn lao vào trong phòng tắm, dìm đầu của người yêu vào bồn nước, cho đến khi cô ta ngất đi. Tuấn không định giết người, nhưng mà bất ngờ hắn lại phát hiện ra trong toilet có một chiếc que thử thai. Bên trên đã hiện rõ lên hai vạch đỏ tía, Tín hiệu thông báo trong bụng của người tình đã có một bào thai. Sự điên loạn như một ngọn lửa đổ thêm dầu. Tuấn phát dồ khi nghĩ rằng đứa con trong bụng không liên quan gì đến hắn. Tuấn ánh liền tiếp vào đầu của người yêu, đấm vào bụng cô gái xấu số, những cú đấm như trời giáng. Tâm đã tỉnh dậy đã van xin tha, nhưng còn thú đội lốt người đã mất hết sự tỉnh táo, chỉ tập trung vào việc trả mối hận tình đang rực cháy. Tâm một lần nữa liệm đi khiến Tuấn nghĩ rằng người yêu của mình đã chết. Hắn khi ấy mới bắt đầu luống cuống không biết giấu cái xác ở đâu. Nhưng nơi nguy hiểm nhất có thể là nơi an toàn nhất. Một ý tưởng lóe lên trong óc khiến cho Tuấn nghĩ đến cái gầm giường. Muôn đời không có ai để ý. Hắn kéo giường sang một phía bắt đầu dùng xà beng này lên một khoảng gạch lát nền rồi bắt đầu đào bới vùi xác của người yêu xuống xong tuấn yên trí lấp đất lại rồi lát nền như cũ nhưng mà không ngờ tâm chưa chết câu vẫn sống vẫn còn tư tưởng cầu sinh nên vẫn vùng vẫy bỏ lên từ lòng đất lớp xi măng lát nền chưa kịp khô chỉ cần một chút sức lực có thể bật tung ngôi mộ không bia nhưng cái gầm giường lại quá thấp quá chật tâm không tài nào thoát ra được trong mỗi giây phút đối diện với tử thần cô điên cuồng cào cấu lên lớp rát giường bằng gỗ tạp, tạo ra hàng trăm vết dài ngoãng đan sen chẳng chịt vào nhau và vô tình khiến cho tên giết người phát hiện. Hắn lồi tầm ra lần nữa và đây cũng là giây phút cuối cùng cô được trông thấy mặt trời. Tuần ướn cây lưỡi sàng sắc bén chặn lên cổ của người tình rồi dẫm mạnh. Phát đầu tiên đã cắt qua động mạch và khí quản. Máu phun ra thành tia hòa cùng với đất tê đẫm cả một mạch nền bê bít đỏ. Phát thứ hai mạnh hơn nhưng mà lưỡi xẻng vướng vào xương sống cổ, giật liên hồi mấy cái cũng không ra, nhưng lại khiến máu mè văng lên nhiều hơn. Tấn thức mình đu cả người lên cán sàng, sức nặng của một gã thanh niên cộng với cơn điên loạn của một kẻ giết người, ấn ghi lưỡi sàng bằng kim loại đè nghiến xuống. Cái đầu lâu lăn ra lông lốc trên sàn, đến bây giờ thì mới tới phần chân tay của người con gái xấu xố. Tuấn chia nhỏ rồi lôi hết lên trần nhà, gã chui vào bể nước tháo bớt những máng lọc bằng cắt sỏi, than hoa, rồi giấu những phần chân tay sưng sọ ở tận cùng dưới đáy, nhằm để xưng thịt của người yêu tan vào trong nước. Ngày ngày Tuấn sẽ dùng thứ nước ấy để tắm rửa nấu cơm như một thứ nước cốt xương đậm đặc. Người yêu của gã sẽ mãi mãi thuộc về gã, ngấm dần và dạ dày tâm phế chưa mãi mãi không thể nằm trong vòng tay của kẻ khác theo cơ quan chức năng nhận định sau khi giết chết người yêu tên cuồng ghen còn tiếp tục sống trong căn nhà này thêm mấy tháng rồi mới chuyển đi chính trong thời gian ấy những biến đổi của tâm trí hoặc cũng có thể do tác động tiêu cực mà mặc cảm giết người yêu đã làm cho hắn điên loạn sinh hoạt vô tổ chức bẩn thỉu không còn thiết tha dọn dẹp rửa giấy. Bà Hạnh nghe xong mà dùng mình kinh sợ, không hiểu tại sao có thể sống trong căn nhà chôn xác người yêu, mà bây giờ mỗi lần nghĩ đến cái bể nước trên trần nhà, bà Hạnh thẳng hưng và đương nhiên cả tiếng đều buồn nôn lợm giọng. Công mày họ chưa có thời cơ dùng thứ nước trộn vết xương người ấy để tắm rửa hoặc nấu ăn, nếu không chắc chắn sẽ bị ám ảnh suốt đời kiếp. Người ta sau đó cũng không khép Tuấn và tội giết người được vì cơ quan điều tra gửi tin báo về phòng cảnh sát địa phương nơi Tuấn đăng ký hộ khẩu thường trú thì mới biết được rằng hắn đã chết được ít lâu nay. Nguyên nhân được xác định là treo cổ tự tử. Trước khi chết Tuấn luôn có những biểu hiện tâm thần nghiêm trọng, nói cười điên loạn. Lúc tỉnh lúc mê và luôn luôn chui xuống gầm giường nằm ngủ. Nếu có ai hỏi hắn sẽ trả lời, ở đây lạnh lắm tôi phải xuống cùng với người yêu của tôi chỉ có một điều mà cơ quan chức năng cũng như những người liên quan đến vụ việc không tài nào lý giải nổi đó là cái bào thai trong bụng của người chết tại sao sau khi tâm đã bị người yêu chật đầu dạ xác mà thai nhi trong tử cung vẫn cứ ngày một lớn đến độ phình to rồi đội đất lên thành gò thành đống đó là một bí ẩn của y khoa hay là hồn ma oan khuất muốn gửi gắm đến những lời báo oán cho những kẻ còn đang tại thế. Chi tiết kỳ dị ấy có lẽ mãi mãi sẽ nằm trong một vòng bí mật. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo